Xin chào các bạn. Như các bạn thấy đây, ba sọc này không phải là của bọn ba sọc kia đâu nha. Này ba sọc xanh chứ không phải ba sọc vàng đâu. Rất là quen thuộc. Đây là hộp dài của Adidas, của anh Chí Phạm mua đợt sale 11 hay 11 vừa rồi. Và hôm qua nó đã về. Và hôm nay mình sẽ unbox cái hộp này lại cho các bạn xem. Này hai đôi trong đây nên hộp nó rất là to. Lâu lắm rồi mới được unbox một đôi Adidas như vậy. Đây, tem của ổ lộn code của Adidas. Mình đây là hàng real nhá, đừng đánh giá là hàng fake này nọ. Cái hộp màu đen. Nắng quá nên mình dời điện thoại vô chút xíu. Và thêm một hộp đôi nữa, một hộp có màu đen, hai đôi giống nhau. Và đây là giấy tờ của nó. Ok xin. Đây. Hai đôi y chang nhau, chỉ là khác size thôi. Một đôi đôi này là size 8UK, size chân 26.5 ô 26 cm, là bằng với size của ui. Còn đôi này là đôi size 8.2UK. Là nói chung là một đôi sẽ là 42, một đôi sẽ là 42 rưỡi á. Dài này là dài bông rổ, có ghi rất là rõ basketball. Đôi tên này là Roman gì đó, mình đeo tiếng Anh. Rồi ok, mình sẽ unbox. Hai đôi giống nhau nên mình unbox một đôi thôi. Ồ, giấy gói rất là đẹp. Mình thì không rành bóng rổ nhưng mà mình nghĩ đây là cái này là chữ này Rondo, ủa là ông Luis Suarez nè. Này Pythagore nè. Đây là cầu thủ bóng đá. Còn mấy người kia thì mình không biết. Rồi ok, vì lâu rồi mình không có mua dài nên mình cũng chả rõ nữa. Đây. Dài bóng rổ nên là cái cổ này nó sẽ cao. Quá là đẹp. Đế cứng nha. Cái này đi đập banh là ngon. Đây là tem. Nhiều bạn hỏi mình tại sao chỉ bán giày Adidas không, không bán Nike hoặc là mấy giày khác mình nhận order. Tại vì vấn đề được rất là đơn giản, mình là fan Adidas. Một câu nói rất, một câu trả lời ngắn gọn thôi. Nên nếu mà các bạn mà muốn order giày Nike hoặc là mấy đôi giày khác Adidas thì hãy gửi link, chứ mình sẽ không nhận order trên trang Facebook. Chất liệu này đây bằng da, tự nhiên khúc này bằng da, một miếng ở đây bằng da hai bên và ở đằng sau cũng là bằng da. Dài bóng rổ thì đó giờ mình mới được cầm luôn nên mình cũng không biết chất liệu nó là cái gì. Mình thì không có chơi bóng rổ rồi. Rồi xin cảm ơn các bạn. À quên, đôi này là của khách nên mình sẽ vui lòng, mình sẽ không on fit trên chân được. Chừng nào khách cho mình mới on fit được. Còn này mình chỉ xin khách mở hộp thôi. Nên mình sẽ cất vào hộp lại và ship cho khách trong chiều nay. Rồi lần này mới xin cảm ơn các bạn. Và hẹn gặp lại.